Ouais. Tout mes crap. Tụi mày khóc kìa. Phúc Dân tăng luôn. Cái đụ mía nữa. Shotgun. Dân tăng luôn. Biết mở cuộc đời. Nguyên một dàn tăng luôn với chú đủ mớ 8 con tăng tha hội cái điệp mà 8 con tăng đủ mớ với cuộc đời. Mới vô toilet. Khẩu đó tại không kịp luôn á chú. Nãy xài khẩu đó luôn á. Dũng đâu ra nhiều dữ vậy. Mày tan kìa. Cắn đầu mẹ nó sạc lên. Từ gối, đẹp cay, đẹp cay. Ba thằng. Núp sáu xe hết đi. Cái xe màu hồng nó không bị tập gian được. Rồi ok. I'm down. Hey, I need some help over here. Cái điệp mở xe tán như nó làm mẹ. Hey, get your ass up now. Come on. Đừng để nó đằng sau với mấy cái xe. Xe trắng thì chết luôn. Get ready. Con nó chở đi. Còn mấy con nữa. Mới đợt đầu tiên thôi. Mà anh em than nát. Alright, alright. Chiến thằng chứ. Alright, that's better. Appreciate it, Nick. Mấy đứa tôi hồi máu lại chắc. Rồi, tới đó. Biết mà hai con từ từ ba con dứt ok vãi luôn đấy truyền thống chặt chó của anh em tôi rồi một tan rồi. Can somebody wait up? I gotta heal. Oh yeah.
né cái mông lên chỗ khác đi cú. Rồi đập mình như đập tà lố như thế. Còn á, hai con mấy nữa. Tiếng mình ra cái gì, bấm liên tục cái xuống máy thì tự động tiếng lên cuối á. Thôi dừng xe á. Xe à. Có xe à. Má bắn hết đạn luôn. Mẹ bờ. Bên nào? Ammo. Rồi, con mì. Chạy hết tốc lực nha. Chạy hết tốc lực đi. Đang sau cái xe hồng nó đỡ. Cây vàng ở những vòng này. Got it. In it. Ammo here. In it. Còn con nữa. Ở đây đó. Càng ngày càng khôn. Bây giờ né đường đại của tôi nè. Nó được chứ. Nhưng mà cây súng nó không thấy nghỉ. Nó nghỉ tôi tiến lên tiếp. Bắn trời. Đâu còn bắn liên tục được mà. Nó nóng xong rồi cái nó bắn được tiếp á. Cho nó nguội bắn được tiếp. Tôi mới thử rồi. Cái gì em dắt cái súng này careful I can hear a boom. Kiếp kìa chú, kiếp trong xe, kiếp trong xe, kiếp trong xe. À. Defibrillator here. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. Có biết fit nữa này. Rồi phù hả? Mắt này thì cầm chặt lên chứ. Ai hiểu chui vô đường đại của ông thủy gì đâu. Tôi không đúng như chỗ rồi. Chui đường đại mà. Nếu như bắn sao luôn. Rồi tôi bị lát á. Nếu mà Jimmy nhiều khi tôi bắn không trúng á. Nên tôi sẽ bắn cho người chứ nó mới trúng hơn. Có chuyện gì vậy. Hey, wait a second. I gotta heal. That fixed me up real good. Thấy trước hoa vàng nhưng có xanh nữa. Rồi đi chút xíu thôi. Now this is a gun. Yeah.
おお、すごいすごい。Cái gì nữa đây? Lại bắt khao. Tròn xưa rồi tuyển mới. Mã thanh niên nó ấn xuống từng cái mà. Tôi thấy giống như theo thứ tự alphabet thôi. Alphabet đó chú, theo thứ tự alphabet đó. ABCD á. A, C, B nè. Không có E đâu. Hoặc là đúng cái tên đó. There's a first aid kit here. Sorry, tank. Run, run, run. Everyone shoot the tank. Chỗ đâu rồi? Dưới luôn rồi hả? Got a defib unit. First aid. Ok. Má cái gì nữa đây? Ôi, cái gì vậy? Ủa không khó mà sao sao nó đụng vô người tôi được hay vậy? Got a defib unit. Ủa? Má lóc tuyết đó vậy? Almost there. Tất cả đều almost there hết. Cái ngoài cùng á, cái left của anh á, cái almost there là đúng á. Rồi chết. So that's what being dead feels. Chest paddles here. Taking the rifle. Everyone inside. No! Hít rồi quá. I got the pills. Can we close that door? I know we can do better than that. Má bắn tăng rồi. Cảm xúc lên bắn tăng. Đời cú lụ luôn. Chú không xài là nó quất vô đầu chú. Đâu cách ly covid mà. Hey, some guns here. Cover me. I'm going to patch myself up. Ôi vô cái chết không nhỉ. Còn mấy giờ tôi vô tôi đi test room. Ủa không ai kia lấy chiếc rồi. Ta chưa lấy chiếc đâu. Thôi tôi không nói rồi. Tôi với chỉ số may mắn cực kỳ thấp của mình đánh tim được. Nhất là đi kiếm tay đó, ví dụ cụ thể đó, tôi rơi mẹo dưới này cái điệp mở cực kỳ.
trời sáng. Tất cả. Speedrun time. Cái điệp mở speedrun time. Không hết rồi, giờ xuống với chú nè. Mẹ mình đi đường nào nhỉ? Lên đây lại. Lên đây lại, nhảy lên cái tàu lửa là được. Đây nè. Mấy giờ đi vô shopping nữa hả? Linh vật. Thôi, lần này xui lắm. Đem vật theo mất công kích sớm. Let's do some shopping. Beat. Dạ, hiểu. Hey, we're gonna make this right. Let's get you up. Kéo là được. Tôi lựa shotgun nè. Có bill hay gì không? The ninja sword. Cầm melee cho chắc ha. Rồi tôi bị lắc tôi mới cầm melee. Sợ vậy đó. Còn mấy giờ đi kiếm toilet nữa. À, tôi mở cửa, tôi tưởng là mình hay, cái tôi chui vô, cái tôi nằm nghỉ. Cái cửa là 7 nữa chứ. Bom tăng rồi chứ không sẽ thiếu cái gì. Tôi mà sợ ai? Tôi chỉ sợ nó bom tăng thôi. Tôi mà sợ ai? Chainsaw here. Ngán, con ngán mà không sợ. Y'all ready? Rồi đi. Chắc mắt toilet nó chui vô toilet nè. Tôi đấm xuyên. Đâu thanh niên kia đẩy đi shopping á. Tôi nghĩ chắc đi shopping á. Mày vô trong kia đi. Rồi chú cứ thoải mái khám phá. Ơ cái điệp mở cuộc đời. Tôi vừa bị bóp tiếp đó chú. Đột con Boomer chen Hunter lại. Giết con Boomer thấy Hunter nhảy lên rồi. I'm a reload. Lắm bóp tiếp ha. Đâu quýt nào. Fireball
thiệt nhỏ đâu ra vậy. Mình lấy cái kiếp thôi. Sớm máu mới hồi máu đầy máu xong máu vàng tiếp đúng phá tim có khác ha. Cái điệp mà rồi ok ổn tôi lo tăng cho cứ mình đó đi. Hey, watch out. Thì đó, dịp mở cuộc đời. Giờ hết đại rồi. Có khu nào có đại không vậy? Mở thêm con ta lên đi chứ. Đây mày. Chuyện má mình càng bố rồi nghe. Cách mẹ đại rồi. Để tôi. Rồi chết rồi. Tôi sợ mất cho kéo tôi. Rồi, tôi chạy đó đây. Ủa, đéo đóng cửa được. Méo cũng được chú ơi. Chạy tiếp đi. I need every one of you inside now. Rồi ở đây chúng tôi không. Hey, I need everybody inside now. Come on, hurry up. Yeah, nice kill, Nick. That's right. Can't kill us. Cố gắng giết nhiều zoom nhất có thể nhưng không. Đứng bét mẹ luôn. Đó tăng kìa. 9.000 luôn. Hai con. Còn quá bắn lần hai con. Tôi bắn hai con quýt luôn. Hơn là viên sọt lên cuối cùng á. Bắn cái đùng cái tăng chết luôn. Không mục tiêu rồi. Vừa đẹp. Mấy cưa mà tôi nứa tay quá ta. Đừng cắn thố không ta. Mày má khỏi. Look. Reload. Với tư duy logic. Chơm mẹ cái sọc lên tôi rồi. Nó trên khách sạn. Hey, I'm reload. Ủa gì vậy?
Ủa, tôi tưởng nó nằm hướng ngược lại, tôi đi ngược lại cái chú bị chụp. Hey, can you cover me? I gotta heal. Heal đi, còn mấy cái kit nữa đó. Còn một cái kit trong nhà an toàn đó. Ờ, cũng có làm mẹ luôn đó. Cầm mấy cưa đi một vòng chơi. Ủa gì vậy? Yeah. Đừng nói tôi cưa chú, tôi văng mà chú dưới văng mẹ dưới vậy. Đó, tôi thấy game hư xấu rồi. Má đang xuất luôn. Hoàn thành dòng đời cực kỳ sớm. Ừ, tí chú spawn lại giờ. Cầu mong là vậy. Tôi tự nhiên chết rồi kìa. Thì game bị lỗi khúc đó. Điệt mở cuộc đời. Mấy con vậy? Domino. Việc mở cuộc đời. Mình đã coi chừng secret trap hồi nãy chú đụng vô cái trap nào chú văng không? Mà tôi cưa chú á, tôi đụng vô chú đụng vào cái trap này. Chơi bài bơm à. Để nó lo thằng. Ừ. Chừng mấy cái bài bơm mới tiêu quá. Thờ bố mẹ. Chết mẹ hết đại rồi. Leo lên kìa. Con mà đánh tao đây. Đó, cậu để bước thấy rồi. Hey, chú kéo kìa. Kéo mình. Ain't nothing gonna happen to you now. Gentlemen, I need help. Yeah, you will. Come on, let's catch up. Thanks, I owe you one. Hold on a sure thing. Hang on. Yes. Stand still. VIP rồi nó ưu đãi sẽ khác. Chú đi trước đi. Thôi quay ngược lại chú ơi. Coi chừng cái khúc gỗ á. Khủng má quay được thời gian. Mẹ ơi, dám lấy bơm luôn á. Ói gì á. Ôi. Má ói gì á. Adrenaline shot here. Con tăng nữa, mình
mày ra luôn thì tao cái đời đủ khổ lắm rồi. Hogwash. Mercy. Oh, oh man. Gì vậy? Bà bầu thở dữ. Đẻ hả? Này giống đẻ. Có ép kìa. Cover me. I'm going to patch myself up. Can somebody wait up? I got to heal. I'm feeling right. Đây đây tôi hỏi chú nha, máu tôi nhiều. Ôi. Máu tôi còn nhiều, tôi còn vớt được. Cái điệp mở cuộc đời. Chết mẹ luôn. Má hai con. Má nó tán đéo bay được. Giờ thanh niên kia cố gắng chiến thắng là được. Thanh niên tin tưởng chú ấy đi. Mất công ty của chú lo tiết đấy. Đời rồi. Con chim. Má. Ôi trời chát. Get your asses over here and help me. Let's get you up and take a look at you. Yeah, you good. Thanks, man. I owe you. Don't mean to be picking on you. I gotta tell you, look like shit myself. Hey, thanks. You woke. This is some grim shit. Clear. Bye, Ellis. Chích điện kêu anh vậy đi. Ow! The hell are you shocking me for? Không biết còn con nào không? Tôi đứng dưới cho chắc. Nói tôi đứng dưới cho chắc. Watch where you're shooting. Hello. Anybody home? He got it on. Can we not shoot each other? Bill's here. No health in here. They're coming. Do you think you're shooting? That's better. Ammo. Reloading. Bà mẹ nó chú thiệt sự luôn mày cháu. Đi chú trời đi chú kia đi con. Đi chú lên xe. Tôi đang cầm đinh vào kẹo giọng mới. Tôi tới về thì chú. Ôi rồi sao. Đi chú. Bà mẹ. Tôi quẻo rồi chứ. Vô nó đấm. Ta ngồi trên cái sofa kìa. Xong cái thanh niên Snip 777 chạy tới khèo nó một cái. Chơi xuống dí luôn. Mới ba thương hai thằng chạy cắm đầu. Tới khèo nó một cái. Tới khèo nó một cái. Cái nó bay vô nó quýnh luôn. I'm a reload. Má ơi. Chó gì chứ. Man, it's not fun anymore. Get ready. Good kill, mày giết tăng hoặc là Damn it.
Hey, can y'all cover me? I gotta heal. Shoot the witch! Shoot the witch! Shoot the witch! Không có quýt này châu luôn bình thường á. Tôi vẫn 4 viên gân mà cũng không chết luôn. Rồi nó 3 viên lại chết rồi. Nó 3 lần lại chết. Nó 4 viên không chết luôn. Quýt này không thấy quýt thường rồi. Ồ, tôi thấy hai vàng trên cỏ xanh rồi nè. Vậy là đừng có bắn con tan. Bắn từ từ hả? Không có đi phía rồi. Thanh niên là núp ở đây không khó thấy. Gặp piece of wood. Không nguyên đá nước ở trong đây vẫn tăng. Trộn thắc mắc ha. Rồi mình sẽ sao lấy tay không, không đặt nó dâm riết là cái đâu đập thầy biết là dơ mà tôi đập cái riết nó né tôi luôn, kiểu thấy tôi nó nằm quay bụng rồi. Thôi là mắm nó quên nhìn dâm ra hạn chế gây gián mình. Thường xài mấy cái gì dán ít vô nhà quên. Mấy bình lau kính hay gì á. Mấy cái giấy đơn giản. Chưa xong rồi kìa. Tôi chết rồi mà. Ồ, đam cao ghê luôn á. Giết tăng kìa. Coach, you should maybe heal.
Ready? Yeah, let's do it. Ủa? Stick 77 là nữ. Má tí nó tôi báo lên tôi là Purple Wolf là tôi là nữ nó chắc chết. Ready for this? I'm game. Ừ. Y'all ready? Ừ, mắc công nữa. Ở trên là phần mềm Android, dưới iOS mà cũng đâu biết được. Hap boy, hap girl. Đã lắm. Mấy cái map trước đó mình chơi á, cái club hồi xưa đó, mình chơi được 3-4, bây giờ cái này 2 nữa là xong không? Yeah, I'm ready, y'all ready? Yo, yo. Cái đậu xanh rau má. I'm game. Lóc tuyết. Chết mờ vậy đó. Sorry y'all. First aid here. Điệt mờ cuộc đời. Coi chừng cái cành cây. Má chạy cho chắc xưa rồi. Tôi dụ nó đi rồi đó, cho bắn sau lưng đi. Ô, chúng ta đồng hội đồng lòng đó ta. Rớt mẹ rồi. Rớt mẹ rồi. À, coi chừng mấy tăng đừng đụng nó, trời ơi. Rồi mới giờ nó đụng chú luôn rồi. Tăng sau lưng đó. Tăng sau lưng đó. Run for your life. Hills here. Kìa, anh xếp cho đảng kìa, chạy mẹ đi. Good to go. Tuyết đồ. Y'all ready? Ready for this? Yeah, I'm ready. Y'all ready? No, 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 no. Of course. Ready? Lục tuyết đồ. Yeah. Alright, you guys ready? We in the zombie killing bit. You reckon we should move out now? Hơi xuống từ từ. What the fuck? Tôi nghe không mà. Tôi đụng vô cái thanh kia, tôi né không kịp, rớt mẹ xuống chết luôn. Tôi nhảy vô góc. Tôi né được hai cái cuối cùng đụng cái chết luôn.
First aid kit here. Vấn đề tối mới khó đi nè. Tăng á, lùi xuống bắn tăng trước đi, để nó. Quy một đường thẳng á. Có đường thẳng à, nhẹ nhàng quá, kẹt luôn rồi. Quay lại lấy đạn, được chích liền. Móc cơ phía trước, thấy mẹ rồi. Má, lóc tiếp. Tối quá đâu thấy gì giúp đâu. Rồi lóc tuyết luôn, rớt chết luôn, má lóc tuyết luôn, điệt mở cuộc đời. Rồi má qua với papa đi. Chậm luôn. Ít mẹ cuộc đời. Perfect. Rồng má ơi, lại lóc tiếp. Ồ má ảo quá vậy. Ừ, tôi nhìn bị choáng luôn á. Zombie chạy được, chắc gì mình chạy được. Bây giờ tôi chạy vô đó tôi chết thử thì còn được. Gì nữa đây? Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Giờ chết mới vui nè. First aid kit here. First aid. Ain't that a load of shit? I owe you one. Yay! Oh. Đi chớ đi chú. Tôi là người luôn luôn chết cuối cùng. Đi thẻ cực đời. Ngay trên. Ít ra nó không đánh mấy cái xe được. Anything for you, Ro. Đó đâu rồi? I got you. Sau lưng mình chết luôn, đi rớt vào rồi, nó xuống giật không cứu được.
Off limit à? Here, Charger. Giờ lên được rồi đó. Chú nhảy qua kẹt đó thì tôi kéo chú lên. Ủa má khỏi kẹt luôn. À mẹ cuộc đời. Yeah, I know. Chú mình đứng đó để chú hồi đi. Thôi cứ lấy đi. Tôi lấy defib nha, tôi lấy kia đi. Oh please. First aid. Khó hả? No. Ồ, đứng trên không luôn kìa. Oh hell. I'm hanging. Over here. How you want? You straight? Không có shotgun hả? Má bằng mọi giá chạy qua lấy cái shotgun. Guns here. Chơi luôn chú. Đâu quá. Nghĩ nghĩ dưới luôn. Hey, that was good. And nothing gonna happen to you now. Let's get you up on your feet, jockey bastard. Jockey, help! All you want, Ellis? Yeah, got him. Tôi lệnh lấy khẩu sọc lên, mình lấy không được. Damsel in distress over here. Hey, we're gonna make this right. Let's get you up. Hey, fell off the damn ledge. That will keep you. Anything for you, Rochelle. Tôi nghĩ là đó là điều cần thiết để chúng ta có thể lên. If y'all miss me, I'm over here hanging on the ledge. Over here. Anything for a brother. Much obliged. Sure thing. Guys, I seem to have slipped. Don't worry, no way I'm gonna leave you hanging. Hợp lý à? I owe you one. Don't even start. Chú qua chưa à? Hey, I seem to have fallen here, and yeah, I can't get up. I got you. Just relax. I'll get you. Rồi, chúng ta cover okay, nhau, khỏi lo, khỏi lo. Nó tăng dễ thương ghê, 4 thằng nẻ đạn rồi đâu. That one's mine. Fire today. Hey, doesn't that feel good? Woo, we are gonna make it. Hey, if anyone don't mind, could use a hand. Ready? Easy, fireball. Let's get you out. Hey, you ready to get it on? Hey, ready? Thanks a lot. Anytime. Charger! Charger! Reloading! Goodbye! Go! Goodbye, my friend. Goodbye, my love. Ủa, tôi qua bình thường mà. You have been no one. You hear me? You have been no one for me. Thắng rớt luôn, thằng tốt. Ủa cái xe này qua lên sao vậy? Xe này lên sao vậy? Má nữa hả? Tôi dở nhất là bắt khao mà bắt khao hoài. Wow. Đồng ý.
God damn map. Không, nhưng mà map này nó rất là bổ ích cho việc bị stress á. Vậy là bốn đợt, bốn đợt tăng, bốn đợt tăng. Cái tôi cầm sọc lên đi, My bad on that one. Kít đây, kít đây. Chu 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 chu. Mình chú hỏi. Oh god, this level. Thấy mẹ rồi. Thấy god là thấy má. Đéo hỏi. Tôi ở đằng sau hỗ trợ làm sao? Phòng hờ. Có đống đỏ ngoài kia luôn. Đây cái đống đỏ kìa. Coi chuyện sao chưa? Chưa chết, chưa chết, nó quá vui quá vậy. Chưa chết. Rồi đổ má chết mẹ luôn, chạy 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 đi con mẹ nó chạy chạy. Đổ hai con luôn. Nó hai bên luôn. Coi chừng cái con ngay chỗ chú đứng nó lên á. Chú có quay ngược lại được không? Bé tàn rồi. Đi tiếp đi. Chích thuốc chạy qua được hết. Nó dí anh bên kia rơi xuống dưới rồi. Đi tiếp được. Rơi xuống dưới rồi. Máy nó leo lên lại kìa. Rồi xong hai đường. Con má hai đường luôn. Body fit. Hôm đó leo cầu thang. Chú bị đấm văng dưới. Mà má đéo ổn mà. Mà má đéo ổn mà. Đúng rồi, nó đấm tôi văng mẹo dưới luôn. Đấm cái văng mẹo dưới luôn. Rồi cầm escalator. Để tôi cầm shotgun đi. Đúng rồi, tôi phải xài đồ tủ tôi mới chạy được. Phải đâu nó hù mình á. Nè bây giờ tôi lú cái đầu ra. Oh yeah. Go. Tiếng tăng thở không thấy nó nữa. Nó dưới lần này dễ dễ. Oh,
nhớ đi bộ đi thầy bạn. Rồi rơi xuống rồi. Đều buồn. Thằng rớt tiếp. Nó hù mình thôi. Không nó làm như hút vậy. Nhảy nhanh 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 vậy. Hút xuống. Rút banner. Đá bài. Con này câu vậy. Thôi, tôi là thằng chết đầu tiên nên tôi đi trước nha. Tôi là thằng chết đầu tiên nên má để tôi đi trước nha. Bây giờ chết thốt. Mớ Hunter. Đầu xanh râu mé luôn. Thế thằng chết đầu tiên đi trước nha. Để tôi khiến nó appear. Show yourself, show yourself. Chưa, đi xuống hả? Kill your damn lights. Đó. Bị kẹt. Tôi bị kẹt rồi. Lắc beam đi sao. Kẹt luôn. Đúng được. Tụt. Còn hai con nữa. Còn một. Té xuống lý hay. Lóc tí liền. Rồi được rồi, cứu được rồi. Mới chạy xuống vũ tăng trước, bắn bình xăng trước luôn. Vẫn bị đập. Điếu chạy được. Còn có cái điếu kiếp ở giữa rồi. Không biết phải bẫy nó không nha. Ồ, bẫy thiệt. Dùng trap card luôn. Từ từ bình thường thành Yu-Gi-Oh. Tốn cứu đỡ. I need some help. Come on now. You can't stay down here. Từ từ bình thường thành Yu-Gi-Oh. All right. Thanks. Yeah, no problem, coach.
quýt thì xuyên qua nó được không? Hay là chọn cái quýt cái mấy ông? Ơi thôi chưa chưa. Từ từ đi. À, đánh qua đánh lại chưa bóng chuyền. Volleyball. Rồi, leo đi. Giờ ngã xuống chết, chích thuốc đấy, chích thuốc luôn đi. First aid. Thôi mấy cái đỏ đó nguy hiểm lắm. Thôi cái đỏ đó nguy hiểm lắm. Đừng lấy cái đỏ đó chú. Có khi chết thì gì. Much much better now. Không lấy chơi lock tuyết. Oh, đó. Shit. Oh, thôi lấy đi phía là xài luôn. Đúng kiểu good day to die luôn. Oh yeah. Oh yeah. Thôi chạy nhanh xuống vũ tăng vòng vòng tiếp. Bộ binh bằng nhau chỉ có mình binh tôi là thấp nhất trong đám thôi. Không cả đi tôi cua được con gái của thịt bố nó ghét tôi nó vậy đó khó chịu. Rồi, dọn tăng chứ. Không, chạy xuống chơi tăng luôn. Tôi làm cái dùm đây. Tăng đâu rồi? Level luôn cái điểm mở tôi lên cứu chú đây. Hey shoot me, ain't gonna hit. I got it. You are on fire. Má lóc tuyết liền kiểu tăng lần trước tao hù mày thôi bất ngờ chưa. Móc cỡ xa nhảy qua lui móc chơi thằng kia tôi phải nói một câu tôi ghét cái màu đỏ. Chết mẹ ơi. Hey, I need some help over here. Chắc lẽ tôi chui vô gác để nó dí tôi cứ nã sau lưng nó. Để nó đập tôi vậy đó. Má nó nhảy. Nó nhảy mà như hút vậy á. Vòng 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 vòng. Nó nhảy như hút nhảy vậy. Okay, don't mean to bother y'all, but I need some help.
gì đó vậy? Boomers are like that a load of shit. I'm with you. We reckon we should move on now. Hey, I'm here. Hey, I'm here. You ready? I'm on the way. Yeah. Chơi nè, tôi lên nè, không tới, má sọt lên bắn tới luôn kìa, thằng nào, ôi má ba con luôn. Có tự nhiên nguyên vàng tăng ra đó. Như xấu rồi sao? Ông nội làm map. Mày lót tiếp rồi ta kêu đủ gì? Tao thích drama. Thôi giờ vớt nó tăng tính tiếp nha. Bây giờ này không có tăng nữa. Mình đi luôn. Đó rồi đó. Nói thế nào. Sốt, nó rất sốt. Ồ, tôi ở đó tôi bắn nó luôn. Để nó đập tôi đi. Tôi trong góc cũng chứ. Để đập mình trong góc. Rồi, ok. Tăng nhiều, dùm nhiều thế. Rồi hết tàn sập lên nè. Ngồi đợi đây. Cái vụ tăng. Fire,
Ô, lần này không có tăng hướng tôi đã. Chết mẹ, con rớt xuống đây. Má trời sắp chết. Tôi nghĩ quay lại là thế nào bị ăn thêm mấy con xăng nữa. Càng ngày càng khôn. Khôn thế. Quê tao xích đại. Đi mẹ đi kìa bà. Đi mẹ đi kìa bà. Guns here. Ở đây giờ đỡ bị tăng đập rồi. Giờ đợi tăng nó vô cuốn lên. Phải tay trái có luôn chứ. Ai vậy thôi kìa. Chút không khốn hả? Ui nó ở đâu vậy? Nó hết hồn vậy? Không, ý là tôi thấy nó xuyên tường luôn. Lắc ra. Lúc tình cờ nhé.